Yes. Chào tất cả các anh chị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại chuỗi livestream khai mở trí tuệ đã thành công. Đây là một chuỗi livestream để chúng ta cùng nhau học tập, phát triển bản thân, nâng tầm tư duy để nâng tầm cuộc sống các anh chị. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi một vài phút để các anh chị trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, các anh chị trong nhóm đọc sách phát triển bản thân, các anh chị trong câu lạc bộ doanh nhân xuất chúng, chúng ta cùng vào livestream cùng với Thanh An nhé. Và hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời, các anh chị Thanh An cũng rất là háo hức để mà chúng ta lại cùng ngồi đây với nhau để chia sẻ thêm về những cái điều mà trong cái chuỗi livestream ngày hôm nay ha. Và ngày hôm qua thì Thanh An cũng có chia sẻ với các anh chị là cái lý do mà tại sao những cái người mà thành công và giàu có họ trở thành một cái nam châm hút tiền, các anh chị. Họ trở thành một cái nam châm hút tiền bởi vì sao? Bởi vì những cái người mà họ thành công và giàu có, họ có một cái tư duy, đó là gì? Đó là phải làm việc vượt hơn cái sự mong đợi của người khác, và cái kết quả nó phải vượt hơn cái sự mong đợi của người khác, các anh chị. Thì đó chính là cái lý do mà tại sao họ trở thành một cái nam châm hút tiền. Và cái tư duy này nó không chỉ là đối với cái việc mà chúng ta đi ra làm việc đâu, mà khi mà chúng ta đang còn là học sinh, khi mà chúng ta đang còn ngồi trên ghế nhà trường á, nếu mà các em học sinh, nếu mà con em của chúng ta mà hiểu được một cái tư duy này á, thì cái việc mà nó đi học nó cũng được trả tiền các anh chị, nó cũng được trả tiền. Đó là cái lý do mà tại sao á, mà những cái con người họ có cái tư duy này á, họ đều là những cái nam châm hút tiền các anh chị. Và đối với những cái người mà họ có cái mang một cái tư duy là làm tốt hơn cái sự mong đợi của người khác á, thì bất kể là họ đang ở đâu, bất kể họ đang làm lĩnh vực nào, bất kể họ đang làm công việc gì á, thì họ luôn luôn có những cái cơ hội tốt hơn chờ đợi họ, và họ luôn là cái người mà có những cái cơ hội rất tốt đến săn đón họ ha. Tất cả những cái người tài đều là những cái người đều được trọng dụng hết các anh chị. Đó. Nếu mà bạn đi làm thì bạn luôn luôn được cái mức lương tốt nhất, và nếu mà bạn làm chủ thì bạn luôn luôn có những cái cơ hội tốt đấy ha. Làm như nào cũng vậy, chỉ cần các anh chị có một cái thói quen và các anh chị có một cái tư duy này thôi á, thì các anh chị đã trở thành một cái thỏi nam châm hút tiền rồi các anh chị. Hãy làm tốt hơn những cái gì mà người khác kỳ vọng. Và một cái thói quen tiếp theo, một trong những cái lý do mà tạo nên cái thói, những cái người mà thành công giàu có các anh chị, thì các anh chị có để ý là những cái người mà họ thành công giàu có, họ đa phần đều là chuyên gia không các anh chị? Đó. Có rất là nhiều người á, dù là làm ngành nghề gì, dù là các anh chị là đang làm lĩnh vực gì, nếu mà các anh chị phát triển cái kỹ năng, phát triển cái chuyên môn của mình, thì một thời gian sau á, các anh chị sẽ trở thành cái người chuyên gia, chúng ta sẽ trở thành một cái người giỏi hơn ha. Và bây giờ này, chúng ta sẽ thử đặt một cái hình ảnh đi, ví dụ như là Thanh An trước đây là một bác sĩ ha các anh chị, đấy, đang là bác sĩ và là một cái và câu chuyện á, là có những cái người bác sĩ á, họ đang là bác sĩ và họ rất là giỏi các anh chị. Đấy. Đó, họ là những cái người mà họ rất là giỏi, họ rất là mát tay, họ mở phòng mạch ở nhà, rất là nhiều người thích, rất là nhiều người bệnh nhân đến với phòng mạch này và yêu cầu cái bác sĩ này khám với các anh chị. Có tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời phải không ạ? Đó. Vậy thì á, có một cái câu hỏi như thế này nè. Cái vị bác sĩ này á rất là nổi tiếng, kiếm được rất là nhiều tiền không ạ? Rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề á là khi mà anh ta không làm việc nữa thì anh ta có tiền không các anh chị? À, khi mà những vị bác sĩ này mà không làm việc nữa, họ có tiền không ạ? À, nếu như cái vị bác sĩ này không làm việc nữa, có tiền không ạ? À, và giả sử như bây giờ anh ta là một cái người mà đang có 1.000 bệnh nhân, 1.000 khách hàng đang chờ anh ta khám, thì anh ta có thể nào mà cùng một lúc khám cho 1.000 người cùng một lúc không các anh chị? Đấy, có thể nào mà khám rồi chữa bệnh gom 1.000 người để mà kiếm về một cục tiền không ạ? Đấy, hay là
hay là sẽ nói là ừ bây giờ anh chị hãy chờ đi, bây giờ hãy lấy số đi, anh chị hãy 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 chờ đi, hay là còn nếu mà cái số mà 1.000 nó nhiều quá thì anh chị hãy chờ lần sau đi ạ. Đó, thì có phải là anh ta mất rất là nhiều thời gian để mà có thể là giải quyết được cái vấn đề đó không các anh chị? Đúng không ạ? Và có một cái điều rất là tuyệt vời như thế này. Cái người giàu á, thực tế là họ sẽ là cái người mà tạo ra rất là nhiều nguồn thu nhập các anh chị. Người giàu họ tạo ra rất là nhiều nguồn thu nhập. Và cái thói quen thành công và giàu có tiếp theo đó là gì? Đó là người giàu á, họ có một cái thói quen tạo ra nhiều nguồn thu nhập các anh chị. Nhiều dòng thu nhập luôn. Và nếu mà cái vị bác sĩ này á, nếu mà cái người bác sĩ này có khả năng tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động thứ hai á, dòng thu nhập thứ ba, dòng thu nhập thứ tư, thứ năm á, thì á, có phải là có những cái buổi mà khi có những cái buổi mà anh ta sẽ nói là ừ tôi muốn nghỉ ngơi thì anh ta có lo là anh ta không kiếm được tiền không các anh chị? Rất là thoải mái luôn, khi mà các anh chị có nhiều cái nguồn thu nhập á, thì rất là thoải mái luôn các anh chị đấy. Và đây là một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là cái sự khác biệt giữa cái người giàu và người chưa giàu á các anh chị. Cái người chưa giàu á, thì họ chỉ tập trung một cái nguồn thu nhập thôi các anh chị, đó là gì? Một cái nguồn thu nhập từ việc làm. Không ai nói là những cái người chưa giàu là không giỏi đâu các anh chị nha. Thực ra những cái người mà chưa giàu họ thực sự rất giỏi. Nhưng mà vì sao? Nhưng mà họ chỉ có một nguồn thu nhập thôi các anh chị. Họ chỉ có một nguồn thu nhập, họ chỉ có một dòng tiền thôi các anh chị. Đó, thì vì một cái dòng thu nhập như vậy á, thì họ không có nhiều thu nhập bằng những cái người giàu khác thôi. Đó, anh chị hiểu không ạ? Đấy, cái dòng tiền nó chỉ tới đó thôi. Đó là một cái mà chúng ta bị giới hạn cái thu nhập của các anh chị. Và nếu mà các anh chị mà mong muốn một cái sự tự do về tài chính, các anh chị mong muốn một cái cuộc sống mà dư dả về tài chính á, thì ngay bây giờ, ngay lúc này á, mình hãy xây dựng cho mình những cái dòng tiền, xây cho mình những cái dòng tiền thụ động tiếp theo các anh chị. Hãy học cái cách để mà xây dựng những cái dòng thu nhập trong tương lai nha. Có thể là ngay bây giờ nó chưa có cái thu nhập cho bạn đâu, có thể là ngay bây giờ nó chưa có cái quả ngọt cho bạn đâu, nhưng mà trong tương lai nè, trong tương lai á, nếu mà các anh chị con muốn quả ngọt á, thì ngay bây giờ các anh chị phải trồng cây nè. Trong tương lai nếu mà các anh chị muốn có một cái bóng mát ở một cái vị trí này á, thì ngày hôm nay á, ngày hôm nay các anh chị phải gieo hạt trồng cây đó, để mà ngày mai có bóng mát, để mà ngày mai có quả ngọt thì ngày mai chúng ta phải gieo hạt trồng cây thôi các anh chị. Và chúng ta phải nhớ một cái điều như thế này này, đó là gieo nhân tốt gặt một bầu trời quả ngọt. Nếu mà hôm nay á, bạn không gieo trồng á, thì trong tương lai bạn sẽ không có cái cây để thu hoạch đâu các anh chị, chắc chắn rồi. Và đó là một cái điều cực kỳ quan trọng á. Và nó sẽ có một cái câu chuyện vui như thế này các anh chị. Câu chuyện này thì câu chuyện vui thôi ha. Đó là gì? Có hai người đấy, một bạn á, là cái bạn A và bạn B đấy, cả hai bạn này cùng trồng một cái cây. Và bạn A này á, có một cái bạn A này á, thì bạn trồng một cái cây và bạn ấy tiếp tục trồng. Còn bạn B á, thì á, là cùng trồng cây giống như đấy. Và hai người này á, đều có một cái đặc điểm chung, đó là cùng đều trồng cây, cùng chăm sóc, cùng tưới tiêu, cùng bón phân như nhau, cùng gọi là chăm sóc tỉa tót cái cây á, dành thời gian chất lượng để mà chăm sóc cái cây như nhau luôn các anh chị đấy. Và cái thời kỳ đầu á, là hai người thì cũng chỉ có một cái hạt mầm thôi các anh chị. Thời kỳ đầu hai người cũng chỉ có một cái hạt mầm, cũng chỉ có một cái cây thôi đấy. Và khi mà cái người A khi mà bắt đầu cái cây nó ra cái quả các anh chị, thì anh ta nói như thế này, cây tuyệt vời quá, ra quả ngon quá, rất là tuyệt vời ha. Và anh ta tiếp tục lại chăm sóc cái cây đó, và cái cây đó tiếp tục lớn lên và ra nhiều quả hơn cho anh ta. Còn cái người B thì sao các anh chị? Và anh ta thấy được là nếu mà một ngày á, anh ta chăm sóc được một cái cây á, nó là tốt rồi.
đấy, và anh ta có một cái quan điểm như thế này này, anh ta thấy là cái trái này nó rất là ngon, và khi mà anh ta ăn á thì anh ta thấy được là ô cái quả này nó rất là ngon, và tiếp tục anh ta lấy cái hạt đó để anh ta tiếp tục gieo xuống để gieo trồng cái cây tiếp theo ha, gieo trồng cái cây thứ hai, và anh ta dành cái thời gian á là để chăm sóc cả cái cây thứ nhất và cả cái cây thứ hai các anh chị. À, thì sau một thời gian á, thì cái người A á, thì họ vẫn có một cái cây đó và vẫn thu hoạch cái trái, cái trái trên cái cây đó thì thu hoạch được cái lượng quả gấp đôi ha, bởi vì cái cây nó lớn hơn rồi mà. À, và tiếp tục là gì? Cái người A á, cái người A thì sau một thời gian á thì người ta vẫn thu được một cái cây đó thôi, nhưng mà người B á, các anh chị, đó là sau một thời gian á họ thu được một cái lượng quả gấp đôi người A các anh chị. Thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây là thấy được rằng là ở đây á có vấn đề ở đây, đó là gì? Khi mà anh chị nhìn thấy cái điểm này rồi á, thì anh chị thấy được rằng cái người B giàu bắt đầu là giàu hơn người A rồi. Nhưng mà trước cái điểm này nè, trước cái thời điểm mà người B thu hoạch được gấp đôi so với người A thì nó có một cái điểm được gọi là điểm giữa. Điểm giữa là cái điểm gì? Đó là cái điểm mà khi mà cái cây thứ hai nó chưa lên đó các anh chị. Cái cây thứ hai nó chưa ra hoa kết quả thì cái người A sẽ cười vào cái mặt người B và nói là cái gì? Không à, sao mà rảnh thế? Sao bạn không thấy tôi trồng cây à? Đó, chăm cây xong thì tôi đi đi ăn chơi, tôi đi nhậu, tôi coi tivi này, tôi đi uống bia này, tôi đi uống bia với bạn bè, tôi đi karaoke này, thích lắm bạn ơi. Đấy, thế thì nói với ông B là như thế nào? Bạn rảnh quá, bạn không có thời gian, bạn không có cuộc đời gì hết, bạn không có tận hưởng gì hết. Đấy, và hay nói một câu như thế này nè, tôi nói cho bạn nghe nha, nếu mà tuổi trẻ không chơi thì già sẽ đổ đốn nha. Đấy, chơi đi, nếu mà sau này già không có sức khỏe thì nối tiếc lắm bạn ơi. Đấy, và người A nói với người B là gì? Đó là tôi trồng cây, tôi kiếm tiền vào ban ngày và sau đó là dành thời gian vào ban đêm để tôi ăn chơi nhảy múa, cuộc sống rất là tuyệt vời. Còn người B sau khi mà nghe thấy cái điều đó thì hàng ngày anh vẫn tưới cây, chăm sóc nhiều hạt và ban đêm thì vẫn tiếp tục gieo trồng và chăm sóc cái cây thứ hai các anh chị. Đó, và sau một thời gian anh A có nói gì đi chăng nữa thì sau một thời gian thì anh B là cái người mà có hai cây các anh chị. Đó, và anh B lại tiếp tục làm cái điều đó thì là anh B tiếp tục có 3 cây, 5 cây, và sau một thời gian thì kết quả là gì? Kết quả là anh A vẫn chỉ có 1 cây thôi các anh chị. Sau một thời gian thì kết quả là anh A cũng chỉ có 1 cây thôi. Còn anh B thì sao thế nào? Còn anh B thì anh ta có cả một cái rừng cây các anh chị. Đấy, và đó là cái câu chuyện khi mà mọi chuyện nó suôn sẻ các anh chị. Nhưng mà cái cuộc đời này thì nó có luôn luôn gặp những cái điều suôn sẻ như thế không các anh chị? Đó. Vô tình là có một cái ngày á, mà nó không được trời lắm, có một cái nơi nào mà có quả ngọt á, thì nơi đó sẽ có sâu các anh chị. Vậy thì lúc đó thì sao? Vậy thì á, lúc đó có một cái bầy sâu, có một cái con sâu nó xuất hiện. Và anh A chỉ có một cái cây thôi thì cái con sâu đó nó bắt đầu phá hoại cái một cây của anh A. Đó, và nó phá hoại một cái cây của anh B. Và cái lúc này đây á, cái cây của anh B bị phá hoại á, thì anh ta còn 99 cây các anh chị. Anh ta còn 99 cây, anh B còn 99 cây. Và khi mà anh ta phát hiện được là có sâu rồi á, thì anh ta bắt đầu là đi diệt sâu và bảo vệ lại 99 cái cây còn lại các anh chị. Đấy. Còn anh A thì sao? Còn anh A thì chỉ có một cái cây duy nhất thôi. Nếu mà cái con sâu này nó phá hoại thì có phải là sau khi mà mất cái cây này xong thì anh ta ngồi khóc luôn không các anh chị? Đấy, thôi rồi Lượng ơi, biết thế 5 năm trước tôi làm giống cái người hàng xóm của thôi. Tôi rồi biết thế, năm mình làm giống nó 5 năm trước đây. Đấy, còn bây giờ thì mình đã không phải ngồi khóc như thế này rồi. Đó,
Và cái lúc này đây á, thì anh A mới nói với anh B, mới khóc, mới nói với anh B là: ôi dồi ôi, tôi đói quá, tôi bây giờ anh có thể là cho tôi một cái cây được không, tôi không có thể là trồng cây được. Vậy thì anh B lúc này làm cái gì các anh chị? Anh B lúc này á, là 10.000 ký, 100.000 ký đó, bắt đầu bán chứ các anh chị. Đấy, 100.000 ký bạn đó, ủa đúng không, chứ gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái trái này tôi bán ngoài chợ mà, tôi thu tiền về mà đó. Bao nhiêu anh chị hiểu được cái bài học này ạ? Đó, nó rất là bình thường các anh chị. Là sao? Là anh B á, đâu có ăn hết 100 cây đâu. Anh B chỉ có nhu cầu là sử dụng một cây thôi à. Còn 90 mấy cây kia thì anh đi bán anh kiếm tiền chứ, đúng không ạ? Còn đối với cái người A, họ có một cái tư duy đó là: ừ, tôi chỉ ăn một cái cây duy nhất này thôi, đủ ăn đủ sống là được rồi. Đấy đó. Và đối với cái người B á, thì ăn nhiều, ăn không hết thì là đem bán thôi các anh chị. Đem bán ra ngoài chợ là 150 này, 200 này. Nhưng mà hàng xóm bạn bè láng giềng á, tôi bán cho anh chị, tôi bán cho anh em 100 ngàn đó. Đấy, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị hiểu được cái bài học này? Và cái sự khác biệt của cái người A và cái người B đó là gì các anh chị? Cái người B á, họ tạo ra cái dòng thu nhập, và họ tạo ra rất là nhiều cái dòng thu nhập. Ngoài cái dòng thứ hai, ngoài cái dòng thứ ba, họ tạo ra rất là nhiều dòng thu nhập. Và trong những cái ngày, trong những cái ngày đầu tiên á, là cái dòng thu nhập thứ hai nó đã có chứ các anh chị. Trong những cái ngày đầu tiên thực sự là cái dòng thu nhập thứ hai nó chưa có đâu. Trong những cái ngày đầu tiên, trong những cái ngày đầu tiên thu nhập thứ hai chưa có, nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục trồng cái cây thứ hai, anh ta vẫn tiếp tục trồng cái cây thứ ba, trồng cái cây thứ tư, trồng cái cây thứ năm. Và anh ta vẫn làm gì? Anh ta vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ các anh chị. Anh ta vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ và chăm bón những cái cây đó. Và khi những cái cây đó nó lớn lên rồi thì anh ta sao ạ? Anh ta làm việc rất là nhàn nhã, thảnh thơi và kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? Đó, anh ta tha hồ gọi là hưởng thụ những cái trái ngọt rất là dễ dàng. Anh chị đồng ý không ạ? Đó là một cái điều mà cực kỳ tuyệt vời khi mà chúng ta tạo ra được nhiều dòng thu nhập các anh chị. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây là chúng ta mong muốn là vài năm sau, có thể là 2 năm, có thể là 3 năm, có thể là 4 năm, 5 năm sau chúng ta có được nhiều dòng thu nhập hơn. Vậy thì cái ngày hôm nay làm cái gì các anh chị? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải bắt đầu đi xây dựng những cái dòng thu nhập đó. Chúng ta phải bắt đầu những cái xây dựng những cái hệ thống. Chúng ta bắt đầu xây dựng những cái tài sản để mà nó tạo ra cái dòng thu nhập thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí là thứ 10. Đấy, được không? Và nếu như mà bạn không làm ngày hôm nay thì tương lai bạn không có đâu các anh chị. Đấy, đừng như 5 năm sau, phải mất một thời gian là 5 năm sau mới nhận ra một cái bài học như vậy. Đừng như người A là sau 5 năm nhìn vào cái người bạn, người B á, là mới thấy được rằng biết thế 5 năm trước mình lắng nghe, biết thế 5 năm trước mình gieo hạt, biết thế 5 năm trước mình hành động, thì bây giờ mình giàu rồi. Và bây giờ hãy nhớ cái điều đó nha các anh chị. Đó là một cái thói quen của những cái người thành công đó. Họ tạo ra được rất là nhiều dòng thu nhập đó. Có thể là trong thời gian hiện tại đó, là họ chưa kiếm được ra đâu. Khi mà mới mà các anh chị, khi mà mới gieo trồng ở hiện tại thì chưa có đâu. Nhưng mà khi mà các anh chị xây dựng được đó, khi mà các anh chị trở thành một cái cây đã lên quả rồi đó, thì nó sẽ trở thành một cái dòng thu nhập thêm cho các anh chị hơn. Được rồi không ạ? Và đó là một cái thói quen của cái người thành công và giàu có hơn các anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cái thói quen nữa, tư duy tiếp theo. Đó là gì? Tiếp theo đó là cái một trong những cái điều cực kỳ quan trọng đó, là cái thói quen này là ít anh chị để ý đó. Đó là cái người thành công và giàu có là họ sử dụng cái sức mạnh của sự tập dục để đạt được cái mục tiêu và hoàn thành cái ước mơ.
sức mạnh của sự tận dụng các anh chị. Sức mạnh của sự tận dụng đó là gì? Sức mạnh của cái sự tận dụng đó là cái sức mạnh của sự tận dụng đó là cái chúng ta phải tận dụng tối đa những cái nguồn lực hiện tại mà mình đang có. Người giàu có một cái điều rất là hay các anh chị, họ tận dụng tối đa những cái lợi ích, họ tận dụng tối đa những cái nguồn lực, họ nguồn lực cái họ của cái mà họ đang có, họ không ngại đâu các anh chị, họ tận dụng tối đa. Và một trong những cái nguồn lực đó là gì? Một trong những cái nguồn lực đó chính là cái thời gian đó các anh chị. Một trong những cái nguồn lực đó chính là thời gian. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ như nhau. Vậy thì á, quan trọng là các anh chị tận dụng bao nhiêu thời gian để các anh chị tạo ra tài sản. Chúng ta có tận dụng tối đa cái thời gian của mình, chúng ta có tận dụng là tối ưu hóa cái thời gian của mình để mà tạo ra những cái tài sản như vậy không? Đó là một trong những cái gọi là nguồn lực cực kỳ quan trọng các anh chị. Chúng ta dùng sức mạnh của cái sự tận dụng để đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ, để mà đạt được những cái mà chúng ta đang có, để mà đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta hãy nhớ một cái điều, một cái thứ mà vô cùng đắt đỏ trên cái thế giới này, đó là gì các anh chị? Đó chính là thời gian. Chúng ta hãy tận dụng và tối ưu hóa cái thời gian của mình, để tối ưu hóa, để phát triển, để mà nâng cao tư duy, để mà nâng cao trí tuệ của mình đó. Xây dựng những cái công việc kinh doanh của mình để kiếm được những cái nhiều tiền hơn, để mà có được những cái thành công lớn hơn trong tương lai đi các anh chị. Đó, được không ạ? Và tận dụng tiếp theo là gì? Tận dụng tiếp theo là dành cho những cái anh chị á, là dành cho những cái người á, mà có tư duy trí tuệ. Tức là sao? Tức là những cái hành trình vạn dặm á, nó sẽ bắt đầu từ cái bước chân đầu tiên. Và chúng ta hãy tận dụng những cái tri thức và những cái kỹ năng của mình. Hãy tận dụng những cái gì mà chúng ta đang có. Hãy tận dụng những cái điểm mạnh mà chúng ta đang có. Hãy tận dụng những cái nguồn lực á, chúng ta đang có, để mà chúng ta có được cái sự thành công nha các anh chị. Và có rất là nhiều người, họ hay thường hay nói như thế này các anh chị, đó là họ không có cái nguồn lực, họ không có cơ hội, họ không có tiền để mà tiến lên phía trước. Nhưng mà sao các anh chị? Nhưng mà thực ra là tất cả mọi thứ nó đều ở xung quanh chúng ta hết các anh chị. Thực ra là nó đều là có hết, chẳng qua là những người đó họ không tận dụng thôi. Họ không tận dụng được cái nguồn lực hiện tại của họ, nên là họ cứ nghĩ là họ không có. Đó, đây là một cái điều rất là quan trọng hơn các anh chị. Chúng ta có thể tận dụng cái gì? Chúng ta có thể tận dụng mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta có thể tận dụng những cái nguồn lực từ những cái mối quan hệ của chúng ta. Đó chính là cái sức mạnh của sự tận dụng. Chúng ta hãy tận dụng những cái sức mạnh của những cái nguồn lực mà mình đang có, để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu và hoàn thành cái ước mơ các anh chị. Và đó chính là cái thói quen tiếp theo của những cái người mà thành công và giàu có các chị, đó là cái sử dụng cái sức mạnh của sự tận dụng hơn. Và có thêm một cái tư duy nữa, một cái thói quen nữa của ngày hôm nay, đó là cái gì? Đó là cái việc á, mà thói quen tiếp theo á, là hầu hết những cái người mà chưa thành công ngoài kia á, là họ không có cái thói quen này đâu các anh chị. Những cái người mà đang sống một cái cuộc sống mà không có hạnh phúc, những cái người mà họ đang sống một cái cuộc sống mà chưa có sự thành công về tài chính, chưa có giàu có ha, chưa có cái sự thoải mái, nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ một cái tư duy. Và cái tư duy này sẽ là một cái tư duy mà giúp cho các anh chị giỏi lên rất là nhiều. Tư duy này sẽ giúp cho các anh chị là phát triển lên rất là nhiều các anh chị. Đấy. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây là đồng ý rằng là trên thế giới này không có bất kỳ ai là hoàn hảo. Và đã là người thì sẽ có lúc chúng ta sẽ mắc sai lầm. Đã là người thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta đưa ra những cái quyết định mà không đúng đắn. Và đã là người chúng ta sẽ có những lúc gọi là không có minh triết và không có trí tuệ các anh chị. Đấy, có những cái lúc mà chúng ta không hoàn hảo. Nhưng mà chúng ta biết một điều đó là gì? Đó là cái điều quan trọng ở đây á, là đó là bạn mong muốn mình tốt hơn hay là vẫn không có gì thay đổi. Đấy, bạn mong muốn cái điều gì? Đấy, chúng ta mong muốn là chúng ta trở nên tốt hơn hay là chúng ta đã quyết định là chúng ta không có quyền trở nên tốt hơn?
chúng ta không có nghĩa là chúng ta không có quyền. Đấy, chúng ta không hoàn hảo không có nghĩa là chúng ta không có quyền trở nên tốt hơn. Chúng ta không hoàn hảo không có nghĩa là chúng ta không có quyền để trở nên thành công giàu có và thành công hạnh phúc hơn. Và để bản thân mỗi anh chị chúng ta ở đây biết một cái điều rằng á, để mình có thể giỏi hơn, để mình có thể tốt hơn, để mỗi chúng ta có thể là thành công hơn, thì á, cái cách tốt nhất đó là chúng ta có cái khả năng nhận biết được cái ưu điểm và cái nhược điểm của chúng ta là cái gì các anh chị, đúng không? Chúng ta phải xác định được những cái ưu điểm và cái nhược điểm của chúng ta làm gì, để làm gì các anh chị? Tại sao chúng ta lại cần phải xác định ưu điểm và nhược điểm của mình? Vì á, là khi mà chúng ta biết được cái ưu điểm của mình á, cái cách duy nhất để mà các anh chị tốt lên, cái cách duy nhất để các anh chị giỏi lên á, các anh chị giàu lên á, đó là gì? Đó là các anh chị phải phát huy được điểm mạnh và cải thiện cái điểm yếu của mình. Đó, chúng ta có thể là không hoàn hảo nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là cải thiện những cái gì của bản thân mình các anh chị. Chúng ta hoàn toàn có thể là phát huy điểm mạnh và cải thiện cái điểm yếu của mình ha. Chúng ta phải phát triển cái điểm mạnh của mình. Thậm chí là nếu mà những cái điểm mạnh chưa mạnh của chúng ta, nhưng mà nó là cái, nhưng mà mình phát hiện ra đó là những cái khuyết điểm của mình, đó là những cái mà nó ảnh hưởng với chúng ta trong tương lai ấy, thì chúng ta phải là cái người mà đi cải thiện nó các anh chị. Đấy, thì một thời gian sau khi mà chúng ta đi cải thiện cái điểm chưa mạnh đó thì sau này nó có thể trở thành một cái điểm mạnh của chúng ta không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây á, dám tin rằng cái điểm chưa mạnh của anh chị hiện tại, nếu mà anh chị tập trung cải thiện nó thì sau một thời gian nó sẽ trở thành một cái điểm mạnh của chúng ta. Yes, anh chị có tin rằng cái điều đó không ạ? Và các anh chị để ý rằng á, có rất là nhiều các anh chị có một cái điểm chưa mạnh á, đó là cái nói chuyện trước đám đông á các anh chị, rất là nhút nhát. Nhưng mà bây giờ các anh chị thấy không, có rất là nhiều người á, là bây giờ họ rất là tự tin nói chuyện trước đám đông. Đấy, như là câu lạc bộ của Thanh An này, trước đây những con người vào câu lạc bộ đều là những con người mà họ rất là run sợ khi mà nói trước đám đông, nhưng mà qua một cái thời gian rèn luyện học tập và phát triển thì bây giờ đứng trước đám đông đó là một cái điều bình thường các anh chị. Đó là một cái điều mà họ trở nên bắt đầu yêu thích cái điều đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có rất là nhiều cái mà chúng ta khi mà chúng ta xác định được, cải thiện được thì chúng ta sẽ phát huy được cái điểm mạnh của mình và chúng ta sẽ mạnh. Và khi mà chúng ta mạnh lên, khi mà chúng ta giỏi lên thì chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn các anh chị. Và chúng ta sẽ hoàn thành được những cái công việc, và chúng ta sẽ hoàn thành được một cái gọi là vượt qua cái sự kỳ vọng của người khác đó các anh chị. Đấy, và nếu mà các anh chị là một cái người mà có nhiều điểm mạnh, và những cái điểm mạnh của các anh chị á, mạnh hơn bất kỳ ai á, thì có phải á, là anh chị có sẽ giải quyết được những cái việc mà người khác không làm được không ạ? Và anh chị có được nhiều cái cơ hội hơn đúng không ạ? À, anh chị có thể kiếm được nhiều tiền hơn đúng không ạ? Đó, và đó chính là một cái thói quen của một cái người mà thành công và giàu có. Vậy thì làm sao? Làm sao đây? Cái vấn đề ở đây là gì? Vậy thì cái vấn đề ở đây là làm thế nào để mà anh chị phát hiện được cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của mình? Đó, vậy thì làm thế nào để mà anh chị xác định được một cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình đây? Và nhiều lúc á, chúng ta tự hỏi với bản thân mình á, là trời ơi, mình đã thật sự là hiểu cái bản thân mình chưa? Mình đã ở đây á, thực sự ra có nhiều lúc á, là các anh chị vẫn chưa hiểu là mình đang có cái gì, mình chưa biết, là mình chưa hiểu rõ chính mình là các anh chị. Vậy thì cái cách nào để mà chúng ta nhanh chóng nhất để mà chúng ta có thể xác định ra được cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của chúng ta? Có phải là anh chị đồng ý với Thanh An đó, là tại sao những cái điều mà chúng ta làm, tại sao chúng ta làm nó các anh chị? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin cái điều đó là điều đúng.
Bởi vì anh chị tin cái điều đó thì anh chị mới làm, đúng không ạ? Bởi vì là anh chị tin. Nếu mà chúng ta nghĩ cái điều đó là cái điều sai trái thì anh chị có làm không ạ? Có làm không các anh chị? Nếu mà chúng ta nghĩ một cái hành động đó là một cái điều sai trái thì anh chị có làm không ạ? Không, đúng không ạ? Nhưng mà sao? Nhưng mà cái là chúng ta làm bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin là đúng, nhưng mà cái hành động đó chưa chắc là hiệu quả. Hành động đó chưa chắc là một cái hành động đúng. Đó, chúng ta tin cái điều đó là đúng nhưng mà chưa chắc cái điều đó là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái hệ tư duy nó chưa đúng các anh chị. Bởi vì cái hệ tư duy nó chưa đúng. Đó. Vậy thì làm sao bây giờ nếu mà một cái điều gì đó chúng ta tin cái điều đó là đúng á, thì nếu mà chúng ta tin cái điều đó là đúng á, thì bây giờ làm sao để mà biết được cái điều đó là sai được các anh chị? Làm sao để mà chúng ta cải thiện được là cái điều đó đang là sai được? Đấy, làm sao mà chúng ta có thể nghĩ được đó là cái điểm yếu của mình được các anh chị? Đấy, vấn đề là ở chỗ đó đó các anh chị. Chúng ta không biết được là những cái hành động đó là những cái hành động không đúng. Chúng ta không tự nhìn ra được các anh chị. Chúng ta không tự nhìn ra được những cái hành động không đúng là những cái hành động không hiệu quả. Đó là những cái hành động mà không mang lại những cái lợi ích, không mang lại những cái hiệu quả cho chúng ta. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta không nhìn ra được. Vậy thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta xác định được các anh chị? Đó, và nó sẽ dẫn theo một cái thói quen tiếp theo các anh chị. Thực ra những cái người giàu, cái thói quen thịnh vượng tiếp theo đó là gì? Những cái người giàu họ ghi nhận, tìm kiếm và ghi nhận những cái phản hồi của người khác. Các anh chị hiểu cái này không? Những cái người thành công và giàu có, họ là những cái người mà tìm kiếm và ghi nhận cái sự phản hồi của người khác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì á, khi mà chúng ta ghi nhận cái sự phản hồi của người khác á, thì chúng ta mới biết được là những cái hành động của chúng ta nó có hiệu quả hay không các anh chị, nó tốt hay không. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây là đồng ý với Thanh An, thì đó chính là cái cách á, mà chúng ta nhanh nhất và dễ dàng nhất để mà chúng ta có thể là xác định được cái điểm mạnh của mình là gì, nhanh nhất luôn các anh chị. Nhưng mà vấn đề là gì? Đó là những cái người mà thành không thành công ở ngoài kia, có rất là nhiều người á, họ sao? Những cái người mà không thành công, đa phần khi mà được người khác phản hồi thì họ sao các anh chị? Họ đa phần là nhảy dựng lên. Không, bạn sai tôi đúng. Bạn phải biết cái quái gì? Bạn làm thử coi. Đấy, ở đó mà chê, ở đó mà phản hồi, ở đó mà ý kiến chứ còn. Bạn làm thử đi, bạn làm coi. Đấy, đúng không ạ? Họ bức xúc liền. Và khi mà bức xúc như vậy, họ học được gì không các anh chị? Đó, tôi đúng bạn sai, tôi đúng bạn sai. Bạn thì biết cái quái gì, bạn thì hiểu cái quái gì. Đấy, bạn làm chưa mà biết. Bạn làm chưa mà ở đấy mà ý kiến còn. Đấy. Đấy, và đấy là họ té luôn. Và bắt đầu gọi là chính sách ngu dân bắt đầu ban hành. Chính sách ngu dân bắt đầu ban hành các anh chị. Tự đưa ra chính sách luôn. Họ đâu có biết, họ đâu có tự nhận thức được là cái hành động đó là không tốt, không đúng đâu các anh chị. Họ đâu biết là cái hành động đó là không hiệu quả đâu. Bởi vì sao? Bởi vì họ không ghi nhận cái phản hồi. Nếu mà cái lúc mà người khác mà nếu mà cái lúc mà người khác á, là phản hồi cho chúng ta mà chúng ta không ghi nhận á, thì đó là cái lúc mà chúng ta không thể nào mà phát triển hơn các anh chị. Chúng ta cứ nghĩ là mình đúng, chúng ta cứ nghĩ là mình tuyệt vời, chúng ta cứ nghĩ là mình hay đó. Đó, tưởng cái đó là đẹp đó, tưởng cái đó là thành công đó, tưởng cái đó là giàu đó. Đó, nhưng mà thực sự thật đó, thì nó không có tuyệt vời đến như thế đâu các anh chị. Và đây là một trong những cái thói quen của người thành công. Tức là sao? Tức là những cái người thành công đó, là họ hãy tìm kiếm và phản hồi những cái ghi nhận từ người khác. Và tất cả chúng ta ai cũng cần cái điều đó các anh chị. Tất cả những cái người mà thành công á, họ lại có được một cái sự thành công, họ luôn luôn tìm mọi cách để ở gần những cái người giỏi hơn họ. Để làm gì? Để mà họ liên tục được ở gần những cái người giỏi hơn họ. Để mà làm gì? Để mà họ liên tục được những cái người giỏi hơn họ cho họ những cái phản hồi.
Và nếu mà và có một cái câu hỏi đặt ra như thế này, này nếu mà chúng ta tìm kiếm và chúng ta ghi nhận cái sự phản hồi á, thì chúng ta ghi nhận cái sự phản hồi từ ai? Đấy, thì chúng ta sẽ ghi nhận từ cái người thành công hơn mình, chúng ta sẽ ghi nhận từ cái người mà thành công hơn mình đó các anh chị. Và làm thế nào á thì biết được họ giỏi hơn mình? Đơn giản thôi các anh chị, họ như có kết quả thôi. Nếu mà các anh chị mong muốn một cái người mà mong muốn đang có một cái sự thành công về sức khỏe, thì hãy tìm cái người mà có cái sự thành công về sức khỏe và hãy đón nhận hãy ghi nhận những cái phản hồi từ những cái người đó. Ví dụ như là chị ơi, anh ơi, em thấy là anh chị có một cái body rất là đẹp, anh chị rất là năng lượng khỏe mạnh, không hiểu sao em ngủ không ngon, em cảm thấy là cái việc mà em làm việc nó cứ sao sao, cái năng lượng của em nó không được cao, không thấy có năng lượng gì hết. Em đang bị trường hợp là thiếu cân, em đang bị cái trường hợp là thừa cân, anh chị có phản hồi gì về cái chế độ dinh dưỡng của em được không ạ? Đấy, phải đi tìm kiếm các anh chị, đừng có chờ đợi người khác đến, để mà nói cho người khác, để mà nói cho mình biết. Và có một cái câu như thế này các anh chị, và các anh chị nhớ một cái điều như thế này, những cái người mà thành công và giàu có thì họ là cái người tìm kiếm và ghi nhận, và phải ghi nhận các anh chị đó. Đó, phải đi hỏi, phải đi tìm kiếm cái người đó, phải hỏi họ và ghi nhận lại, chứ không phải là hỏi xong á thì là phản hồi lại là anh thì biết gì mà nói. Hỏi sau, ví dụ như là anh ơi làm thế nào để giảm cân, sao giảm cân đây, thế người ta trả lời là đừng có ăn dầu mỡ chiên xào nữa, hãy ăn uống lành mạnh, hãy ăn uống theo thì đi. Phản hồi lại là anh thì biết gì mà nói đấy. Thế thì á, cái chống chế liền ạ. Kêu là anh thấy á, những cái con voi á, nó là những nó ăn trái cây á, nó ăn trái cây đấy. Còn những cái con bò, con heo, ở những cái con bò và con trâu á, nó ăn cái gì, nó ăn cỏ thôi, nhưng mà nó vẫn mập ú à. Đấy, nhưng mà cái con hổ, con beo á, nó ăn cái gì, nó ăn thịt đấy, nhưng mà nó thân hình nó thon gọn lắm à. Đấy, thì có kỳ không các anh chị? Tự nhiên là đi hỏi người ta xong rồi bắt đầu đi phản bác đấy. Cái đó không phải là ghi nhận đâu các anh chị. Mà các anh chị phải hiểu một cái điều như thế này nè, các anh chị hỏi những cái người á, mà họ có kết quả, cái kết quả các anh chị, tại vì người ta đang đẹp, tại vì người ta đang có body đẹp. Còn bạn thì sao? Còn bạn thì đang chưa có body đẹp thì sao? Đấy, thì chúng ta phải ghi nhận các anh chị, chúng ta phải ghi nhận cái điều đó. Đó, nhiều lúc á, chúng ta cứ chống chế luôn, chúng ta hỏi cho đã rồi chúng ta phản bác cái điều đó, chúng ta chống chế luôn, chúng ta đi tìm kiếm. Tự nhiên chúng ta đi tìm kiếm những cái con người đó, xong rồi tự nhiên họ nói những cái điều mà không đúng cái ý mình, không đúng cái ý mình, dĩ nhiên là không đúng cái ý mình rồi các anh chị. Đấy, bởi vì sao? Chắc chắn là nó không đúng cái ý mình, bởi vì nó không có trong cái niềm tin của chúng ta đâu. Nếu mà những cái phản hồi mà họ nói á, mà nó đúng cái ý mình á, thì mình đã thành công từ lâu rồi các anh chị, đồng ý không ạ? Đó, bởi vì là nó không có trong đây, bởi vì nó không có trong cái đầu này, nên là khi mà các anh chị hỏi người khác á, bắt đầu chúng ta chống chế, bắt đầu là chúng ta chưa ghi nhận. Đó. Còn nếu mà chúng ta có cái niềm tin á, chúng ta có cái niềm tin đó là đúng á, thì chúng ta đã có kết quả rồi các anh chị. Và các anh chị phải nhớ một cái điều như thế này, chúng ta đi tìm kiếm và chúng ta ghi nhận nha các anh chị, chúng ta ghi nhận những cái điều đó. Đó, chúng ta phải hiểu một cái điều như thế này, sự thật á, thì nó mất lòng, nhưng mà những cái sự thật đó thì nó tốt cho chính mình. Đó, sự thật là cái gì? Sự thật là em thôi bớt ăn dầu mỡ chiên xào đi, bớt ăn dầu mỡ đi, ăn trái cây đi, uống vitamin vô, bổ sung dinh dưỡng vô, tốt cho sức khỏe lắm, hạn chế những cái thức ăn dầu mỡ chiên xào đi, thật là ăn không tốt đâu. Đấy,
chúng ta khi nhận những cái điều đó thì chúng ta chị chứ các anh chị đừng có phản hồi theo kiểu là cái con beo con hổ nó ông nhắc kìa, chạy nhanh quá trời đấy, nó ăn thịt kìa đấy, anh thì biết gì mà nói. Và đa phần các anh chị phải hiểu một cái điều này, đa phần những cái ý kiến phản hồi đó, nó không giống như những cái gì mình nghĩ đâu các anh chị theo kịp không? Nó và quan trọng là các anh chị phải ghi nhận nó, bởi vì ghi nhận nó bởi vì nó là cái điều tốt cho chúng ta các anh chị. Đó. Còn ví dụ á, đó, còn những cái người mà họ đang tìm kiếm cái sự hạnh phúc á, thì các anh chị phải tìm kiếm những cái người mà họ đang có gia đình hạnh phúc á các anh chị. Chúng ta phải tìm kiếm từ những cái người mà họ đang có một cái gia đình hạnh phúc. Nếu mà chúng ta muốn giàu có thì chúng ta phải tìm kiếm và ghi nhận từ những cái người mà họ thành công giàu có các anh chị. Chúng ta phải đi tìm, chúng ta phải chủ động các anh chị. Chúng ta phải đi tìm và sau đó là chúng ta phải ghi nhận. Đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ đi tìm mà chúng ta không ghi nhận thì nó cũng như không mà các anh chị. Chúng ta nó cũng như không mà. Đó, nó cũng gọi là đàn gãy tai trâu nước đổ đầu vịt thôi các anh chị. Đấy, các bao nhiêu trong số tất cả các anh chị là nghe thấy cái câu này rất là nhiều rồi, nó vẫn giữ. Nếu mà các anh chị không ghi nhận, các anh chị vẫn giữ một cái niềm tin cũ, tư duy cũ thì không thay đổi được các anh chị. Dù những cái phản hồi cho các anh chị con muốn nghe hay không thì nó đến từ những cái người giỏi như mình, nó đến từ những cái người thành công, thì chúng ta hãy ghi nhận cái điều đó. Và đó là một số những cái thói quen, một số những cái tư duy thịnh vượng mà hôm nay là Thanh An muốn chia sẻ cho các anh chị. Và các anh chị phải hiểu một cái điều như thế này là tất cả những cái người thành công họ đều giống nhau, và tất cả những cái người thành công họ đều có một cái tư duy là tôi tạo ra những cái thói quen tốt và duy trì những cái thói quen tốt đó mỗi ngày. Và chúng ta hãy cùng nhau thiết lập những cái thói quen tốt mỗi ngày và duy trì nó trong dài hạn nha các anh chị. Cái điều mà giúp cho chúng ta phát triển lên là bởi vì chúng ta luôn luôn ghi nhận và tìm kiếm cái sự phản hồi từ người khác nha các anh chị. Rồi và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Chúc các anh chị có một ngày tràn đầy năng lượng, thành công và giàu có hạnh phúc trọn vẹn nha. Và có một cái điều đặc biệt là tối nay có một cái trận gọi là trận mà được cả thế giới mong chờ, đó là gì? Đó là một trận vương quốc giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Manda Sao Đen Ghana. Thì hiện tại câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng của Thanh An đã có 105 anh chị đang ở vương quốc tại Doha Qatar vào tối nay rồi các anh chị. Và tại vào thời điểm tối nay các anh chị sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh về lá cờ đỏ sao vàng trên đài truyền hình của chúng ta ha. Đó là một cái trận đấu mà rất là được mọi người mong chờ, và chúng ta hãy cùng tìm kiếm cái sự xuất hiện của câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng trên đài truyền hình nha các anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Chúc các anh chị một ngày tràn đầy năng lượng, thành công giàu có và hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái buổi trưa tiếp theo nha các anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.